Ok, chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Tốt Kiến Thức và tôi là Chuyện Dương. Thì hiện nay, ứng dụng ChatGPT là một trong những ứng dụng do OpenAI phát triển và nó là một trong những ứng dụng mà đang được nhắc tới nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy thì tại Việt Nam chúng ta không thể đăng ký ứng dụng này theo một cái cách thông thường được mà chúng ta cần phải qua rất nhiều bước, rất nhiều công đoạn khác nhau. Với những người mà không hiểu nhiều về công nghệ thì nó là một cái gì đấy vô cùng khó khăn. Hiểu được điều này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất những cái bước, những cái thao tác giúp cho các bạn có thể đăng ký thành công cái ứng dụng ChatGPT và trải nghiệm nó ở trong cái giai đoạn mà miễn phí này. Thì để có thể đăng ký được ứng dụng ChatGPT thì bạn cần phải chuẩn bị cho tôi cái thứ nhất là bạn phải có một cái thẻ Visa, Mastercard hoặc là một cái thẻ tín dụng có khả năng thanh toán quốc tế. Cái thứ hai là bạn phải chuẩn bị cho tôi một cái tài khoản Gmail, hiển nhiên rồi. Đăng ký ChatGPT thì cần phải có trải qua hai cái bước cơ bản. Cái bước thứ nhất đó là bạn cần phải có được một cái số điện thoại của nước Mỹ hoặc là châu Âu. Cái bước thứ hai là bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản trên ChatGPT của OpenAI. Hiện tại thì cái mạng cáp quang của chúng ta nó đang bị đứt cho nên là cái kết nối nước ngoài nó rất là chập chờn và chậm. Cho nên là các bạn cố gắng theo dõi từng bước một và làm theo tôi hướng dẫn nhé. Đầu tiên là để có thể có được một cái số điện thoại của nước Mỹ hoặc là một nước châu Âu thì bạn sẽ có hai phương án. Một là bạn mượn của ai đó. Hai là bạn sẽ thuê một cái số điện thoại. Và thuê số điện thoại thì nó sẽ có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau. Và thông thường á, thì tôi sẽ thuê ở trên cái trang là fmspool.net, truy cập vào trang này. Trong giao diện của ứng dụng của trang web thì bạn sẽ đăng ký cho tôi một cái tài khoản. Bạn nhìn lên phía trên góc phải màn hình, chúng ta có một cái nút đăng ký màu xanh ở đây, bạn chọn vào. Trong phần đăng ký này, bạn sẽ để ý cho tôi cái phần là thông tin. Thì ở phần thông tin này, bạn cần phải đăng nhập. Nhập cho tôi là một là cái tên đăng nhập và hai là cái mật khẩu. Còn ở phần bên dưới này bạn nhập cũng được, không nhập cũng được. Ở đây thì tôi chọn một cái thông tin, ví dụ như là Dương TD test đi. Và mật khẩu, các bạn nhập một cái mật khẩu bất kỳ. Đó, sau đó bạn kéo xuống dưới một chút này, bạn sẽ lựa chọn và tôi đồng ý vào cái điều khoản dịch vụ. Và chọn vào cho tôi cái phần đăng ký tài khoản ở đây. Sau khi mà bạn đã đăng ký và nó hiển thị một cái thông tin màu xanh như này, thì bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào trong tài khoản của mình thông qua cái dữ liệu gồm username và password mà bạn đã tạo từ trước đó. Và bạn đồng ý này, bạn check vào cái phần verify ở đây. Sau đó thì bạn chọn đăng nhập vào. Sau khi mà bạn đăng nhập vào trong ứng dụng FMS Pool thì bạn sẽ thấy là đây là giao diện trang chủ của nó. Và ở phần order của chúng ta, bạn sẽ thấy chúng ta đang không có một khoản thanh toán nào ở đây cả. Và như vậy thì chúng ta không thể thực hiện bất kỳ một cái hoạt động mua số điện thoại nào. Đúng ra là thuê chứ không phải là mua. Đúng không ạ? Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở phía trên. Thay đổi cũng được, không thay đổi cũng được, tùy bạn thôi. Để có thể nạp tiền vào trong tài khoản thì bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái phần biểu tượng card visit ở đây. Bạn nhấp vào. Ok, ở trong phần này thì bạn sẽ kéo xuống bên dưới một chút này và bạn nhấp vào cho tôi cái phần biểu tượng crypto ở đây và bạn kéo xuống dưới một chút, chúng ta sẽ thấy có một cái phần là credit card, bạn nhấp vào. Sau đó ở phần dưới này bạn sẽ nhập cái số tiền mà bạn muốn nạp vào trong tài khoản này. Và thông thường á, bạn chỉ cần nạp số tiền tối thiểu là $1 thôi và đơn vị quy đổi ở đây là $1, tiền Việt tương ứng với nó khoảng 25.000, bạn cứ chọn vào. Sau đó bạn chọn nạp vào này. Lúc này một cái màn hình hiện ra như vậy và bạn sẽ nhập cho tôi tất cả những cái thông tin liên quan đến tài khoản và thẻ của bạn. Vì tính bảo mật và riêng tư cho nên là phần này tôi sẽ che đi, bạn có thể nhập email này. Sau đó thì nhập thông tin trên thẻ. Thì thông tin trên thẻ là cái phần dãy số được in nổi ở trên cái thẻ tín dụng của bạn hoặc là thẻ Visa của bạn. Ngay bên dưới của nó, ô bên trái, đó là cái ngày hết hạn của thẻ. Bạn nhập vào. Và cái số CVC là cái số được in ở mặt
còn lại của thẻ ở trên cái dòng ấy nó có 3 số thôi, bạn nhập cái số đấy vào, gọi là dãy số bí mật của thẻ, và bạn nhập tên thẻ vào. Cuối cùng bạn ấn cho tôi vào phần thanh toán. Thông tin thanh toán được hiện ra như thế này, và bạn nhập cái mã xác minh được gửi về số điện thoại của bạn để tiến hành thanh toán. Và chọn Submit gửi đi. Ok, và như vậy thì bạn đã thực hiện nạp tiền vào trong cái tài khoản FNS của bạn rồi. Bây giờ bạn quay lại phần Quick Order. Đó, ở trong phần này bạn sẽ lựa chọn cái dịch vụ là thuê một cái số điện thoại. Và nếu như mà bạn không nhìn thấy ở phía trên cạnh phần username của chúng ta có tiền á, thì bạn cần phải kiểm tra lại cái bước thanh toán vừa rồi của chúng ta đã được hoàn thành chưa. Còn nếu nó hiển thị tiền ở đây rồi, có nghĩa là bạn có thể thực hiện mua cái thuê cái số điện thoại của chúng ta. Ở trong phần service thì bạn sẽ lựa chọn dịch vụ. Và bạn sẽ tiến hành tìm kiếm ở đây. Bạn viết là chat GPT. Bạn chọn ở phần này. Sau đó bạn kéo xuống dưới, bạn lựa chọn cho tôi cái phần Select lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái quốc gia mà bạn có thể lựa chọn, và để cài đặt được nhanh và hiệu quả nhất bạn sẽ lựa chọn cái đầu tiên là Mỹ các bạn nhé, biểu tượng của cái cờ này. Các bạn kéo xuống dưới thì sẽ thấy còn nhiều cái khác nữa, nhưng ở đây chúng ta chỉ chọn của Mỹ thôi. Sau đó bạn sẽ lựa chọn vào phần mua ở đây. Bạn sẽ nhìn thấy là cái quá trình mua của bạn đang được xác minh ở chỗ này. Nếu như mà chúng ta có thể tiến hành mua được á, thì nó sẽ tiến hành hiển thị cho chúng ta một cái số điện thoại ở bên dưới. Và bạn chờ đợi một chút cho cái quá trình xác minh này kết thúc. Trong trường hợp mà nó hiển thị một cái thông báo là bạn không thể mua như thế này, thì bạn có thể tiến hành mua lại, hoặc là tiến hành load lại cái trang này để tiến hành mua. Như tôi đã chia sẻ ban đầu thì quá trình mà chúng ta mua nó tương đối là phức tạp và nó mất thời gian. Các bạn cố gắng kiên nhẫn và thực hiện từng bước một theo hướng dẫn của tôi thì chúng ta mới có thể đăng ký thành công được. Trong trường hợp mà bạn đăng ký quá khó khăn thì bạn cũng có thể lựa chọn sang những cái quốc gia khác, ví dụ như là nước Anh chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ có nhiều cái số điện thoại có sẵn hơn này. Và bạn lựa chọn là đăng ký. Đó. Sau khi mà bạn đăng ký xong á, bạn sẽ lựa chọn vào phần active nó này. Thì lúc này bạn thấy rằng là bạn sẽ có một cái số điện thoại ở đây. Và sau này khi mà bạn đăng ký cái chat GPT thì nó sẽ hiển thị một cái code về đây, và bạn có thể sử dụng được nó. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đăng ký cái OpenAI và chat GPT. Thì để có thể đăng ký được và truy cập được vào cái trang web của OpenAI á, bạn cần phải fake IP. Fake IP thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tiện ích để chúng ta có thể làm được điều này. Và thông thường thì tôi sẽ sử dụng cái ứng dụng là Tut VPN. Bạn chọn tìm đúng theo cái từ khóa này và bạn nhấp vào. Sau đó bạn chọn vào kết quả đầu tiên này. Đó. Ở trong cái phần cửa hàng trực tuyến này, bạn sẽ lựa chọn vào cho tôi phần thêm vào Chrome. Chọn thêm tiện ích. Sau khi mà bạn đã cài đặt như thế này rồi, lúc này bạn sẽ nhìn lên cái biểu tượng bánh răng, cái mảnh ghép ở phía trên này, bạn nhấp vào. Sau đó bạn nhấp vào cho tôi cái biểu tượng là ghim cái tiện ích của chúng ta ra bên ngoài để hiển thị tìm nhanh phía trên này. Để có thể fake IP á, thì bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái biểu tượng hình ngón tay trỏ vào này. Ở trong này bạn sẽ lựa chọn cái quốc gia mà bạn muốn fake IP. Và bạn cần phải lưu ý rằng á, ở cái bên này chúng ta sử dụng tài khoản số điện thoại của quốc gia nào thì ở đây chúng ta sẽ phải fake IP tới quốc gia đó. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn là nước Anh và tôi sẽ lựa chọn kết nối. Sau khi bạn lựa chọn xong như thế này, bạn sẽ lựa chọn search cho tôi cái là chat
Ở trong cái quả đầu tiên hiện ra, bạn sẽ lựa chọn vào phần ChatGPT. Sau đó, bạn sẽ lựa chọn truy cập vào trong ứng dụng ChatGPT. Ở trong phần này, bạn sẽ lựa chọn là đăng ký một tài khoản. Sau đó, bạn nhập địa chỉ email của bạn vào, hoặc là bạn có thể lựa chọn phần tiếp tục với Google ở đây. Lựa chọn tài khoản email của bạn. Ấn Verify này. Ở trong phần này, bạn sẽ thực hiện điền tên của bạn vào và bạn điền tên như thế nào cũng được. Tôi lấy ví dụ như là ví dụ thế này. Sau đó, bạn nhấn vào phần tiếp tục. Ở trong phần này, bạn sẽ lựa chọn cái quốc gia mà bạn muốn thêm số điện thoại vào. Bạn kéo xuống gần dưới cùng này, nó có chữ U ấy. Đây, bạn chọn vào quốc gia của chúng ta. Sau đó, bạn sang bên này, bạn copy cái số điện thoại vào. Và quay trở lại với phần OpenAI và bạn dán số điện thoại của chúng ta vào đây. Sau khi một cái biểu tượng hiện ra như thế này rồi, bạn quay trở lại cái ứng dụng FMS Put của chúng ta. Bạn có thể load lại cái trang này để làm mới nó. Sau khi có một đoạn code như này thì bạn copy nó và quay trở lại phần OpenAI và dán phần code vào đây. Lúc này bạn đã đăng ký thành công cái phần chat GPT và bạn tiếp tục chọn Next này. Next và chọn kết thúc. Bây giờ để có thể sử dụng được ChatGPT, bạn có thể sử dụng cái fake IP của chúng ta cũng được hoặc không. Thì để có thể tạo một cái chat mới, bạn có thể chọn New Chat ở bên này. Tôi lấy ví dụ, tôi hỏi rằng là đó, bạn thấy rằng là ChatGPT đã trả lời một câu hỏi như thế này. Lúc này bạn có thể chỉnh sửa ở phần phía bên tay trái màn hình phía trên, hoặc là bạn có thể tạo ra một loại nội dung chat mới. Tôi lấy ví dụ, tôi sẽ đặt một câu hỏi rằng là đó. Khi mà bạn đặt một câu hỏi như thế này, bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có hai phần. Một là cái phần topic liên quan đến trả lời những câu hỏi về đồ họa phía trên, và phía bên dưới này là một loại chat mới ở phần cách nấu ăn ngon, và hai phần này nó không liên quan gì tới nhau cả. Và sau này thì bạn có thể thao tác với tất cả những cái gì mà bạn mong muốn với ChatGPT mà không cần tới fake IP nữa. Ok chưa nào? Và như vậy tôi vừa hướng dẫn cho bạn cái cách để chúng ta có thể đăng ký và sử dụng phần mềm ChatGPT ở trên máy tính. Để có thể tiếp tục xem cái hướng dẫn của tôi về sử dụng ChatGPT ở trên thiết bị di động, các bạn hãy click vào biểu tượng ở bên dưới của video này, ở phần giới thiệu hoặc là phần top comment, để chúng ta tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Đồng thời á, bạn cũng có thể sử dụng cái mã giảm giá ở trong phần quick order này, ở đường link tôi để ở phía bên dưới, có thể bạn sẽ được miễn phí một số điện thoại nào đấy bất kỳ. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì bạn đừng quên cho video này một like, một share, ấn nút subscribe kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất trên kênh Tốt Kiến Thức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.